Xin chào các bạn, hôm nay Điện Máy Giang Nga bên mình muốn chia sẻ với các bạn đang sử dụng cái cây nước đóng lạnh mà cái loại cao cấp và cái loại mà bình nước ở bên trong, sau đó thì hút ngược lên đấy. Thì với cái cây này thì bên mình bán cũng khá là nhiều và cũng thấy nhiều khách hàng bị cái lỗi là sau một thời gian các bạn sử dụng là các bạn sẽ không hút được nước lên nữa. Thì bên mình có cho nhân viên đến bảo hành thì 10 khách báo thì cả 10 khách đều bị cái bệnh là do các bạn sử dụng mà chưa biết cách tháo lắp bình, chưa biết cách thay thế nước bình ấy, thì các bạn hay bị làm gãy ở cái vị trí này. Bởi vì cái bình này nó thiết kế khác là khi cắm vào đây ấy, thì nó sẽ có bơm để hút lên. Mà khi các bạn làm gãy cái vị trí đầu vòi này thì nó sẽ bị hở. Nó hở thì máy bơm nó không hút nước lên được. Thì cái lỗi này thì mình đến kiểm tra trực tiếp và xem thì 100% là do lỗi người sử dụng chứ không phải là do lỗi của cái máy. Và bên mình thì vẫn bảo hành cho khách bình thường miễn phí. Tuy nhiên là mình cũng có hướng dẫn khách xong thì những cái khách hàng đó thì sẽ không bao giờ gọi lại vì cái lỗi nữa. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn, nếu mà nhà các bạn đang sử dụng cái cây này thì bình thường các bạn sẽ đặt cái bình xanh xanh ở trong thì cái này sẽ cắm vào cái bình này. Đấy, nó sẽ để đúng như thế này. Và khi mà hết nước hoặc là các bạn muốn cho cái bình vào thì các bạn thường hay là nhấc cái bình ra luôn. Bởi vì cái bình nó to to mà, các bạn lôi như này, nó sẽ kéo cái đầu vòi này. Đầu vòi này cái dây nó sẽ kéo và nó sẽ làm gãy mất cái vị trí này. Thông thường nếu để đúng kỹ thuật thì các bạn phải làm như sau nhé. Các bạn cứ để nguyên bình ở bên trong. Chúng ta sẽ tháo cái dây này ra bằng cách là ở đây này. Bình thường cái dây này nó thiết kế rất là hay cái đầu rắc này. Nếu bình thường các bạn lôi như này thoải mái luôn, không bao giờ có thể ra được cái dây rất là chắc chắn. Tuy nhiên mà chúng ta muốn tháo thì rất đơn giản. Thì mình hướng dẫn khách hàng thì một số người bảo chả biết tháo như nào, lôi giật mãi chẳng được. Thì rất đơn giản ở đây này, ở cái nhân ở giữa này, các bạn ấn tay đây, nó thụt xuống. Sau đó các bạn tút ra, thế là xong. Đây. Rất đơn giản. Muốn lắp lại sau khi mà các bạn thay bình vào, chúng ta muốn lắp lại chỉ ấn thế là xong. Muốn tút ra, lấy tay này, ấn thụt xuống một tí. Sau đó các bạn tút ra, đấy, thế này là xong. Thì ở trong cái phần ngăn này các bạn tút cái dây này ra, sau đó các bạn nhấc bình ra thì nó sẽ không bị lôi, nó sẽ không bị lôi dây và nó sẽ không bị gãy cái chỗ này. Cái lỗi mà nước không hút lên được do bị hở là gãy hay gãy ở chỗ này. Đấy, các bạn lưu ý nhá, bên mình bảo hành thì thường là bị cái bệnh này. 10 người thì cả 10 người đều là bị hở ở chỗ này. Thì xử lý bằng cách là bên mình sẽ mở ra và cuốn băng tan thì lại ok ngay. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta không biết cách sử dụng, không nắm được cái kỹ thuật ấy, thì nó rất là mất việc. Các bạn phải chờ trong vòng khoảng nửa buổi sáng để bên mình có thể đến bảo hành được. Như thế thì sẽ cảm thấy khó chịu trong quá trình sử dụng. Và hy vọng là khi các bạn đang sở hữu cái cây nước nóng lạnh mà có cái bình hút ở dưới ấy, thì các bạn xem trong video này các bạn có thể nắm được và các bạn sẽ không bao giờ gặp cái lỗi rồi bị gãy cái này nữa các bạn nhé. Ở đây là lỗi do người sử dụng. Tuy nhiên là nếu mà các bạn mua tại cửa hàng Điện Máy Giang Nga thì bên mình vẫn hỗ trợ bảo hành miễn phí cho các bạn và sẽ có kỹ thuật hướng dẫn các bạn cách làm sao để tránh cái tình trạng bị bệnh các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.